Nói cờ cũng sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha, chừng ấy nấu về con ba có con nghiệt thú nuốt nuốt mà người hung. Thì ở đây đó thì theo cái sự hiểu của đồng đạo đó thì cái con sông này đó là con sông Dầm Nao. Thì sau này đó là đến cái thời kỳ đó là cái con nghiệt thú này nó nổi dậy, nó diệt cái người hung ác, nên thầy mới báo trước cho biết là đến cái thời kỳ đó đó là Đấy là chừng nào? chừng ấy, là nói là không có hạn định, nhưng mà Năm năm cái đến cái thời kỳ năm thôi, mình nói cái đến cái thời kỳ đó thì nó cái thời kỳ mà chót đó thì nó diệt những cái người hung ác, chứ không có nói là ngày nào hay là tháng nào năm nào hết. Cũng như đến cái thời kỳ là đến cái thời gian nào đó. Con nghiệt thú ở đây thì cái dẫn chứng đó thì cũng như ông Năm Chèo đó, là cái đó là đồng đạo ai cũng hiểu hết rồi. Cái thời của Đức Phật Thầy đó là cái ông Đình Tây đó, ông có nuôi đó, xấu. Thì ra sau này cái con sấu đó nó xuất chuồng nó đi, nên không có ai biết là nó ở đâu. Mà sau này thì nó trở thành một cái con nghiệt thú. Cái đài đó, cái thời đó là nó tới đó, là cái thời đó cũng như là phải là Long Hoa Sách Ma Hội phải không Quỳnh? Long Hoa Sách Ma Hội mới có lận cú nổi lên ha. Rồi tới cái thời Miên. Miên là cũng kêu là thần ba hậu hận tiêu dư động, là tất nhiên sau này nó Miên nó nổi dậy, nó sẽ là nó cũng hồi trước đây thì nó cũng có sâu sát với Việt Nam mình cũng thời gian qua rồi, thì sau này nó cũng có tới cái thời kỳ nó nổi dạng là các cái đảng phái là kêu bằng dư đảng dọc ngang, là tất nhiên là không 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 bảo đó, Dọc ngang là ngang dọc dọc ngang bàn đó. Cấp ma ha là thầy cũng thúc hối cho mình để lo tu hành đó, gấp lẹ mau, mà muốn cho mau đó thì như cũng có nhiều cái lời văn nói, nhưng mà cái góp ý đó, muốn mau đó thì cái người giữ giới lực cho nghiêm minh đó là nó mới mau, chứ còn mà giới lực mình không có giữ được nhiều đó, thì tất nhiên nó trong cái 10 điều ác đó mà nó còn sơ hở đó, thì ra thì nó không có mau được. Thì tôi muốn nói cái chỗ đó, chứ không phải mau. Bây giờ nói về cái cúng lại thì cái hàng ngày rồi, nhưng mà cái giới lực đó nó quan trọng. Giới lực là thầy, lấy giới lực làm thầy đó. Tu kiếp kiếp Thì cũng như ông Ba Na đó, thì ông cũng có biết được cái sự mà con người thì trước sau cũng phải ra đi rồi, nhưng mà có cái chỗ đó là bây giờ mình nói chung lại đó, mình nếu mình tu thì mình phải nhìn lại cái giới lực mình, nó coi coi nó có đạt được đến đâu rồi thì mình mới khắc phục cái chỗ đó, chứ còn nếu mà mình không có nhìn lại đó, nhiều khi mà mình quên đi rồi, tất nhiên là nó còn sơ hở đó, thì nó không có đạt đến cái lúc mà mình chết rồi, nó không có được điểm đó, thì ra nó khó khó mà giải thoát. Thì sau này đó là cái cuộc biến chuyển của cái thế giới này đó, là cũng như là cái câu mà khắp thế giới cửa nhà tan nát đó, cùng sớm làng thưa Thưa thớt thớt bệnh quần heo yêu. bấy lâu nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập lại trở lại. Thì sau này đó thì đến cái ngày lập hội đó Thì còn mắt là biết ha. cái lúc đó đó là nãy mình nói cái lầu đài núi Cấm Lộ Nai Mai đó, thì đến ngày lập hội đó thì ai còn ai mất thì biết đó.
chừng là phải biết ai còn mất và chưa phân chưa biết chánh tà. Rừng lâm cây đá thấy ngày nay đây ha. Mà rụng lâm non có là có các tài. Chờ đợi con hiền nói tục cổ đến ngày thịnh cổ điếu hòa mai đó ha. Vậy là rừng lâm cây đá thấy ngày nay rồi. Mình không có thấy bên trong được. Dạ. Nhưng mà thầy đã biết. Bây giờ cũng như là thầy đã là một vị Phật rồi thì biết tiền kiếp hậu kiếp gì thầy biết hết. Thì ra thầy nói trước để cho mình hiểu được cái sau này nó sẽ có như vậy. Ngọc Báo Quý là ẩn trong năm đỉnh, là có nghĩa là nó ẩn ở trong cái núi á. Thì ra mình giờ mình không có biết được, nhưng mà thầy báo cho mình biết rằng là sau này đó là lầu đài núi Cấm Lộ Nai Mai đó, là có nghĩa là sau này đó là cái ở miền bảy núi đó thì sẽ có lầu đài. Thì ra thầy nói trước cho mình để mình hiểu, để mình lo mình tu để đến cái lúc đó là đến hội Long Hoa rồi. Long Hoa có mặt ấy là hiền nhân, mà mình nếu mà lúc đó mình có mặt đó, đó là mình vô được đó. Còn nếu mà lúc đó mà mình tu mà mình không có được rồi đó, kẻ gian ác nó sợ tiêu diệt thì tất nhiên là mình đâu có mặt ở đó được. Thì ra cái người mà lọt vô đó là cái người đó người hiền không à. Cái này mình căn cứ theo thầy ấy, thì thầy đã nói hội Long Hoa, mà bây giờ trước khi đó muốn về ở đâu thì cảnh giới nào đó, cũng phải có cái hội Long Hoa đó. Long Hoa chư Phật đáo ta bà, có nghĩa là chư Phật trở lại là để mà giữ cái hội Long Hoa đó. Mà nếu mà cái hậu Long Hoa đó để chứng nhận cho cái người nào được cái cấp bậc nào đó thì trong đó đó nó mới được là chứng nhận đó, thì nó mới được về nơi cái chỗ chứng nhận đó. Còn nếu mà không có cái đó, cũng như bây giờ mình không có giấy làm sao mình đi nước này nước kia, thì ra cái đó là một cái cũng như ông thầy giáo mà giờ cuối năm rồi học trò ông phải chứng nhận rằng ông này đậu hay rớt đó, cái ý vậy. Trở lại để giữ cái học ý đó đó. Để chứng nhận. Như là Đức Thầy cũng có nói cái khoảng là cái người mà được là mà chứng nhận đó là tùy theo cái căn cơ và trình độ của chúng sanh mà để mà chứng nhận cái sự tu hành đó. Đến cái ngày hậu Long Hoa đó là được cái giấy đó đó, là chứng nhận của Phật. Bây giờ bạc lộng với trì là có nghĩa là lẫn lộn nhau, là mình có khi cái người tu thấp tu cao đó là nhiều khi mình thấy bên ngoài chứ bên trong mình không nắm được, nên nó lẫn lộn nhau. Là thầy nói cái đó là để cho mình nắm. Nửa sao lọc lại dứt tỳ cũng chê, là có người nói chê là bỏ đó. Bởi vì nó phân biệt là lúc đó là chánh với tà thôi, chứ không có nói mà cái kiểu như mà nói như mà cái đồ vật như trái xài mà lấy loại 2 loại 3 gì hết. Bây giờ cái lúc đó đó là phân biệt là bây giờ tôi nói thí dụ cũng như là trong cái ngũ thừa Phật giáo này có 5, thì giống như là cái người hiền đó là được mà được trở lại làm người, rồi thần, thánh, tiên, Phật. Thì trong 4 cái quả vị này đó là đạt lên đó là bậc trên, còn cái người đó mình nếu mình giữ 5 giới thì được trở lại làm người đó. Thường ra là cái này đó là nếu mà cái người mà như Đức Thầy cũng có cho cái bài của ông Cò Tà Hảo đó, tam quy ngũ giới lòng hằng nhìn theo đó, chúc ông thần nhã vững lặng. Đây là hoặc cái chỗ thầy nói là các nhà sư hãy ráng sửa mình, nếu xuất gia ngũ giới ráng dình tu chân chánh mới không hậu tiến. Thì ở đây nếu mà cái người giữ 5 giới đó sau này cũng được giữ hậu Long Hoa, là trở lại là
làm dân Phật Bách. Còn bốn cái cấp kia là từ thần thánh tiên Phật đó, là bốn cái cấp đó là nó vượt khỏi sanh tử rồi đó, giải thoát. Cái thầy cho biết rằng là cũng như là tà với chánh còn đang trà trộn, người muốn tu phải sớm lọc lựa. Thì giờ chỉ tà với chánh thôi chứ không có nói. Nhưng mà cái phần mà mình nãy mình nói năm cái trong ngũ thừa có năm cái giới đó, thì ra thì ai mà đậu cái giới nào thì theo giới nấy. Cũng như Đức Thầy có trong bài Chí Mạng, Đức Thầy có nói là cái mình nói là cũng như là tu mà đắc là đi thẳng về trên cảnh giới khác, thì cái này là thầy đã nói Hậu Long Hoa là để giữ cái Hậu Long Hoa. Tiên Phật Đáo Ta Bà là thầy cho biết rằng là sau này Phật, các tiên Phật đều trở xuống để giữ cái hội đó, để phân cho xứng vị sống nội. Bây giờ đi đâu? Phải qua cái cuộc đó rồi nó mới là đạt được cái chỗ là ngâu vị. Còn giờ chưa có sự chứng nhận làm sao mà đạt được cái ngâu vị đó. Cái câu thầy nói hiền lương đến hội cũng gần, cũng kề với nhau. Cũng kề bên nhau hay với nhau? Cũng kề với nhau. Tiền ra cái người hiền đó là nó được vợ hơi cho nó ba thành thủ ý đó. Thì cái thân á, thì sát sanh đạo tạc tà dâm, cái khẩu thì cái ý thì nó có ba, tham sân si. Thì trong này đó là nếu mình giữ được đó mà 10 điều ác này đó thì mình được giữ Hậu Long Hoa. Thì là cái chỗ mình nói như thầy đốc mà cũng như khuyến tấn cho mình tu đó, thì khá kiếp gắn tu kéo trễ hay là gấp á, thì cái này đó gấp là sao, là mình phải giữ giới cho nó nghiêm minh đó thì mới gấp, chứ còn mình giới luật mình không giữ thì mình không có nói rằng cái cúng lại hay là hoặc ăn tương mà gấp được. Bởi vì cái này là cái món tợ đạo, còn cái giới luật là một cái cơ bản để cái người tu mà để mà hành. Mà bây giờ cái giới luật mà mình không nghiêm minh rồi thì mấy cái kia thì nó cũng không có trợ được. Tiền ra mình phải biết cái chỗ đó. Hồi nãy mình có kể đó, giới luật rồi mình nắm giữ mà không chắc là nó Long Hoa má Hậu thì qua tới một năm chèo là không hớp rồi, đâu qua tới bên kia phải không? Qua tới một năm chèo không hớp rồi. Nhưng mà nó chưa có đó nha, năm chèo chưa nghe, còn một cái câu này mới nghe mới quê ghê nữa nha. Đức Thầy nói rắn to tên gọi mắng xài đó, trên rừng nó xuống nó tha chứ chẳng là rắn. Thì huynh nói cái chỗ đó tôi đồng ý, là cái chỗ đó là sau này là các chư thần người ta mà thị hiện ra, chứ không phải là mà thường, chứ không phải mà không có cái lòng phái buộc sân kiện hương. Mà sau này cái người mà giữ Hậu Long Hoa rồi vô bằng cách nào? Theo huynh thì cái này đó, bây giờ cái người tu á, mà nếu mà tu chân chánh rồi đó, nó có cái điển văn. Có cái điển văn là tất nhiên là tới đó là khỏi có nói cái lòng phái gì đó. Thì tự nơi cái điển văn đó là các chư thần người ta biết là cái người này đó, sáng nhiều chẳng ít, là do nơi cái công tu tập. Cũng như Đức Thầy có nói, cho người trong tối được là điển quang, tất nhiên là cái ánh sáng của cái trí tuệ mà mình phát sáng là trên vật sáng đó. Ra các vị thần bây giờ người ta thấy ta biết, chứ khỏi có nói rằng cái tờ giấy gì đó. Thì nhiều khi mình nói đó, mình nói cái dụng tờ giấy rồi mình nói theo phàm, chứ các cái chữ thần người ta giờ mình thấy có cái ánh sáng là biết rồi. Cũng như bây giờ hiện giờ tôi nói huynh nè, cái người tu chân chánh đó ha,
là quỷ ma nó gặp nó cũng sợ nữa, bị gì có cái người mà tu ngay thẳng rồi nó có cái điểm quan đó nên quỷ ma nó mới sợ. Cái người tu đó thì phải nói rằng nó trở về cái vô vi rồi, không có nói gì cái tướng nữa, còn mình nói cái tướng thì mình nói bên ngoài. Cái chiến tranh này đó thì bây giờ nó cùng chỗ hết trơn ấy. Mình giờ mình kể như mình thấy rằng thầy nói như vậy đó là Âu Á lung tung nhuộm máu đào, thì tất nhiên là chỗ nào cũng có hết trơn ấy, chứ mình không nói Điện Biên thì khắp nơi đó. Bá tánh xa xưa mù hú ý, bá tánh xa xưa mù hú ý là cái người đời đó thì bây giờ mình còn đeo danh lợi quá nhiều. Mùi phú quý là tất nhiên là chạy theo là sự giàu sang phú quý rồi đó, cũng như là mình ham cái này ham cái kia đủ thứ, sau này sẽ vướng cảnh đồ lao. Đồ lao là tất nhiên là lao khổ ao tù, lao khổ là lao tù là chuyện khổ đó. Đừng ham làm chiếc nắc nia gì đó ha, thì ra cái cảnh khổ sau này cũng dữ dội lắm. Mà nếu mình muốn cho thoát được cái cảnh đó thì chỉ có cái đường tu thôi, chứ không có có đường nào khác nữa đó. Bây giờ mình tu mình mới khỏi cái tai nạn đó thôi, còn mình không tu là có thể là xuống mình nói gặp ông Năm Chèo ha, gặp cắn to rồi ha, là đủ hết trơn ha. Biết khôn tìm kiếm ma ha, một câu đạo hạnh nhà nhà bình an. Mà bây giờ là cái người biết đạo là cái người đó mới khôn, còn cái người mà không biết đạo thì cái như thầy nhắc nhở cho mình biết đó, để mình lo mình giữ cái thân. Nói